các bạn đã xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Mưa ngập nhiều tuyến đường, những bộ phận nào của ô tô dễ bị hư hỏng nhất? Khi mưa ngập nhiều tuyến đường ở Hà Nội khiến cho nhiều chiếc xe bị ngập nước dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng. Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, xe ô tô di chuyển trong vùng ngập nước thường gặp phải rất nhiều rủi ro, trong đó có 4 bộ phận dễ bị hư hỏng nghiêm trọng nhất. Động cơ xe. Khi lái xe vào vùng nước ngập sâu, thường xảy ra hiện tượng chết máy đột ngột khi cố khởi động lại xe các piston đang đẩy lên để nén hỗn hợp khí nạp mà nước tràn vào sẽ tạo ra phản lực khi ô tô bị chết máy đi vào vùng ngập nước sâu rất nhiều người sẽ cố gắng khởi động lại xe khiến nước tràn vào buồng đốt điều này dễ làm cong tay biên thậm chí gãy tay biên khiến động cơ bị hư hại nghiêm trọng kỹ sư lê văn tạch nói hệ thống điện đây là bộ phận rất dễ bị ảnh hưởng khi xe ô tô ngập nước xe càng ngập sâu ngâm sâu trong nước thì hệ thống điện càng dễ bị hư hỏng các vấn đề thường gặp khi hệ thống điện trên xe ngập nước gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử, bộ phận đèn chiếu sáng, âm thanh, điều hòa hay thậm chí chập điện, gây cháy nổ mất an toàn cho người trên xe. Hộp số Theo kỹ sư Lê Văn Tạch, bộ phận hộp số đặc biệt là hộp số ly hợp kép dễ bị ảnh hưởng khi xe ô tô bị ngập nước. Có thể ngay lúc đó chưa hỏng ngay nhưng sau một thời gian sẽ han dỉ, bị kẹt số hay là thậm chí hỏng cả hộp số. Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, nội thất khi bị ngập nước, nội thất của xe ô tô thường bị ảnh hưởng rất nặng nề do nước tràn vào bên trong. Nội thất trên xe ô tô như ghế ngồi, thảm trải sàn được làm bằng các loại da nỉ để mút, nên khi bị ngâm trong nước sẽ rất nhanh bị hư hỏng hoặc là ẩm mốc. Nội thất xe ô tô khi bị ngập nước nếu không kịp thời xử lý và đúng cách sẽ rất bị hư hỏng, bốc mùi hôi rất khó chịu. Do đó để hạn chế những hư hỏng nghiêm trọng, kỹ sư Lê Văn Tạch khuyến cáo nếu xe ô tô bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước thì tài xế không nên cố gắng khởi động lại xe mà nên gọi cứu hộ để kéo xe về trung tâm sửa chữa kiểm tra ô tô sau khi bị ngập nước cần được kiểm tra bảo dưỡng kỹ để tránh những hư hỏng nghiêm trọng về sau nếu xe bị ngập nước sâu nước tràn vào bên trong cần nhanh chóng vệ sinh làm khô nội thất nhằm loại bỏ chất bẩn và các mùi khó chịu có thể phát sinh sau này